Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình. Mình là Nguyễn Thị Quỳnh Nga, sinh viên khóa 3 của trường Eric. Một số sinh viên của mình là CUV khóa 1 HP016. Ngày hôm nay quay trở lại bộ môn Automation thì mình có thêm một cái lựa chọn cho chúng ta nữa. Thế thì trước thì chúng ta sẽ có thêm những cái level đúng không? Thì ngày hôm nay thì mình sẽ không thể tăng level nữa mà mình sẽ chuyển sang một cái hướng là các bạn có thể thấy như thế này. Nó sẽ khá là, cái dòng code khá là nhiều đúng không? Nó khá là dài đúng không? Nhưng mà khi mà ta bỏ vào trong này, bỏ vào trong này chúng ta gói hàm lại thì nó chỉ có hai dòng này thôi và nó sẽ chạy chức năng y nguyên như cái hàm bên này. Đấy, thì mình cũng đang có chạy sẵn ở đây rồi, bởi vì cái OMS này của mình nó khá là dài thì sẽ khiến là nó bị lót lâu ấy, thì sẽ khiến là các bạn sẽ không được nhìn thấy rõ được kết quả. Đây mình đã có chạy trước này và trong quá trình nó lên này lên thì nó vẫn đang chạy. Đấy thì nó vẫn, các bạn xem là nó có thể load được tất cả những cái nick này. Các bạn thấy là nó đang nhét load này. Đang xử lý nick nào thì nó sẽ load đến nick đấy và lấy ra thông tin và following, follower và like. Xin lỗi cho các bạn. Ok, hiện tại nó đang load. Có vẻ là do OBS nó làm nhiễu cái này ấy. Thế nãy giờ mình không bật cái quay lên thì nó sẽ chạy rất là mượt như này. Mình tự dưng bây giờ nó lại không chạy nữa mà cứ lắp đi lắp lại cái trang này. Nghĩa là nó chưa lấy được thông tin. Không hiểu là vì cái lý do gì. Ok, nó lại load được này. Nhưng mà nó load rất là chậm.